6 bài học xương máu về sự giác ngộ giúp khai mở trí tuệ thêm vạn lần. Càng hiểu sớm, cuộc đời càng dễ thở. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có rất nhiều lúc bạn nên dừng lại để suy ngẫm về một vấn đề gì đó. Để suy nghĩ của bạn thấu đáo, bạn phải trải lòng mình ra để suy xét toàn diện mọi vấn đề, đặt bản thân vào hoàn cảnh để xử trí. Sau đây mình sẽ giới thiệu vài mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống mà các bạn nên suy ngẫm. Câu chuyện cuộc sống thứ nhất. Đoàn tàu hỏa đang lăn bánh không ngừng trên đường ray. Một ông lão vô tình đánh rơi một chiếc giày mới mua của mình ra bên ngoài cửa sổ. Mọi người xung quanh đều cảm thấy tiếc thay cho ông. Chẳng ngờ ông lão lập tức ném chiếc giày còn lại ra ngoài mà không mảy may do dự. Hành động này của ông lão khiến ai cũng ngạc nhiên. Thấy vậy ông lão mới giải thích. Một chiếc giày dù có đắt đến thế nào thì với tôi nó cũng là vô dụng. Giờ nếu có ai đó nhặt được cả đôi thì có lẽ nó sẽ hữu dụng với họ. Bài học suy ngẫm. Những niềm đau nỗi buồn trên đời đã định trước không thể xoay chuyển trong cuộc sống. Thay vì cứ mãi dãy giụa thì chẳng thà buông bỏ sớm. Có như vậy bạn mới có thể thoải mái và vui vẻ sống tiếp. Câu chuyện cuộc sống thứ hai. Có một anh học trò vào kinh đi thi đã là lần thứ ba. Lần nào anh cũng ở trong một quán trọ quen thuộc. Trước kỳ thi hai ngày anh nằm mơ hai giấc mộng. Giấc mơ thứ nhất là anh thấy mình trồng củ cải trên tường. Giấc mơ thứ hai là cảnh tượng trời đang đổ mưa, anh đã đội nón lá lại còn trẻ ô. Nghĩ rằng hai giấc mơ dường như có ý nghĩa sâu xa, hôm sau anh học trò đi tìm thầy bói để giải mã giấc mơ. Thầy bói nghe anh kể xong liên tục vỗ vào đùi rồi nói, anh nên về quê đi thôi, anh nghĩ mà xem, trồng củ cải trên tường chẳng phải nghĩa là việc làm uổng công vô ích sao? Đội nón lá lại còn trẻ ô trong trời mưa chẳng phải là làm điều thừa thãi hay sao? Học trò nghe vậy mất hết ý chí, quay về nhà trò thu dọn quần áo, định bụng về quê. Chủ nhà trò vô cùng khó hiểu mới hỏi, không phải ngày mai mới thi à, sao hôm nay anh đã về quê rồi? Anh học trò mới kể rõ ngọn nguồn, chủ nhà trò cười đáp, tôi cũng biết giải mã giấc mơ, tôi lại nghĩ khác, lần này anh nhất định phải ở lại. Anh nghĩ mà xem, trồng rau trên tường chẳng phải nghĩa là có thành quả trên cao sao? Đội nón che ô không phải cho thấy lần này anh có sự chuẩn bị thì sẽ không phải lo lắng nữa à? Học trò nghe xong thầy cũng có lý, thế là tinh thần phấn chấn hơn hẳn, quyết định tham gia kỳ thi, sau đó anh đã đỗ thủ khoa. Bài học suy ngẫm. Người sống tích cực giống như mặt trời vậy, đi tới đâu cũng sẽ tỏa sáng. Còn người luôn sống với những ý nghĩ tiêu cực lại giống như ánh trăng mỗi ngày một kiểu. Suy nghĩ quyết định cuộc sống. Chúng ta nghĩ thế nào thì tương lai sẽ trở nên như vậy. Câu chuyện cuộc sống thứ ba. Có một người phụ nữ từ nhiều năm nay luôn than phiền. Người phụ nữ ở đối diện nhà sống quá mức lười biếng. Bà ấy không bao giờ giặt quần áo. Nhìn mà xem, mấy bộ đồ bà ta phơi trong sân luôn có vài vết chấm bẩn. Thật không hiểu sao đến cả quần áo cũng giặt không sạch. Cho đến một ngày nọ, có một người bạn tới nhà người phụ nữ đối diện tìm hiểu nguyên do. Mới phát hiện ra sự thật bất ngờ. Hóa ra không phải người ở nhà đối diện giặt quần áo không sạch. Người bạn này cầm một cái khăn lau, lau sạch bụi đất bám trên cửa sổ nhà của người phụ nữ trách móc kia rồi nói, cô nhìn xem, sạch rồi mà. Té ra chẳng phải người phụ nữ ở nhà đối diện giặt quần áo bẩn, mà do cửa sổ nhà mình quá bẩn mà thôi. Bài học suy ngẫm. Một người sẽ luôn dễ dàng phát hiện ra lỗi lầm của người khác, dễ dàng hơn là nhìn ra sai lầm của bản thân. Trách móc phán xét người khác cũng đơn giản hơn so với tự kiểm điểm bản thân mình. Nhưng chỉ khi lau đi những bụi bặm bám trên cửa sổ nhà mình thì mới có thể đưa ra ý kiến khách quan nhất, chính xác nhất về thế giới bên ngoài. Đừng vì mình không đủ sáng suốt, chưa hiểu rõ sự việc mà khiến nhận thức của bản thân bị sai lệch. Câu chuyện cuộc sống thứ tư, đi tìm hạnh phúc thật sự. Có một phú ông vô cùng giàu có, hệ thứ gì có thể dùng tiền mua được là ông mua về để hưởng thụ, tuy nhiên bản thân ông lại cảm thấy không vui và hạnh phúc. Một hôm ông ta nảy ra một ý tưởng kỳ quặc, đem tất cả những đồ vật quý giá, vàng bạc châu báu cho vào một cái bao lớn rồi đi chu du đây đó. Ông ta quyết định chỉ cần ai có thể nói cho ông biết làm thế nào để hạnh phúc thì ông sẽ tặng cả bao của cải cho người đó.
Ông ta đi đến đâu cũng tìm và hỏi, nhưng vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho vấn đề của bản thân. Một ngày nọ, ông đi đến một ngôi làng, một người nông dân nói với ông rằng nên đi gặp một vị đại sư. Nếu như đại sư cũng không có cách nào, thì dù có đi khắp chân trời góc bể, cũng không ai có thể giúp ông được. Cuối cùng cũng tìm được vị đại sư đang ngồi thiền. Ông ta vui mừng khôn xiết nói với đại sư: "Tôi chỉ có một mục đích, tài sản cả đời tôi đều ở trong cái bao này. Chỉ cần ngài nói cho tôi cách nào để được hạnh phúc, thì cái bao này sẽ là của ngài." Lúc ấy trời đã tối, màn đêm sắp buông xuống. Vị đại sư nhân lúc ấy liền tóm lấy cái túi chạy đi. Phu ông sợ quá vừa khóc vừa đuổi theo: "Tôi bị lừa rồi, tâm huyết cả cuộc đời của tôi." Sau đó vị đại sư đã quay lại, trả cái bao lại cho phu ông. Phu ông vừa nhìn thấy cái bao tưởng đã mất quay về thì lập tức ôm nó vào trong lòng mà nói: "Tốt quá rồi." Vị đại sư điềm tĩnh trước mặt ông ta hỏi: "Ông cảm thấy thế nào, có hạnh phúc không?" Phu ông trả lời: "Hạnh phúc, tôi cảm thấy mình quá hạnh phúc rồi." Lúc này vị đại sư cười và nói: "Đây cũng không phải là phương pháp gì đặc biệt, chỉ là con người đối với tất cả những thứ mình có, đều cho rằng sự tồn tại của nó là đương nhiên, cho nên không cảm thấy hạnh phúc. Cái mà ông thiếu chính là một cơ hội mất đi, ông đã biết thứ mình đang có quan trọng thế nào chưa?" Kỳ thực cái bao ông đang ôm trong lòng với cái bao trước đó là một, bây giờ ông có còn muốn đem tặng nó cho tôi nữa không? Bài học suy ngẫm: có những thứ bình thường luôn hiện hữu bên cạnh, khiến ta cảm thấy như là đương nhiên và coi nhẹ sự tồn tại của chúng. Chỉ đến khi ta đánh mất đi rồi mới thấy hối tiếc vô cùng và hối hận vì đã không trân quý chúng ngay từ đầu. Nhưng khi đó dù có tiếc nuối đến đâu thì cũng không thể lấy lại được những gì đã mất. Chính vì vậy, hãy trân quý hết thảy mọi thứ ở xung quanh để không bao giờ phải hối tiếc về sau. Câu chuyện cuộc sống thứ 5: nếu chúng ta biết đặt mình vào vị trí của nhau. Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, người chồng đứng bên cạnh nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng khét, sao em bỏ ít muối thế? Ơ kìa, nước đã sôi rồi, em cho thịt vào đi." Người vợ cảm thấy bực bội: "Anh làm ơn đi ra ngoài giùm em biết nấu ăn mà." Người chồng mỉm cười và nói: "Ừ, có ai bảo em không biết nấu ăn đâu, anh chỉ muốn em hiểu được cảm giác của anh như thế nào khi đang lái xe mà em ngồi bên cạnh cứ lải nhải." Bài học suy ngẫm: bí quyết để cuộc sống tốt đẹp hơn chính là chúng ta biết đặt mình vào vị trí người khác để nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, để thấu hiểu và cảm thông với họ. Nhiều chuyện xảy ra xung quanh khiến ta có thể nhanh chóng đưa ra những lời phán xét, bàn tán rồi chê bai. Hãy nhớ rằng luôn có nguyên do khiến người ta hành động và suy nghĩ như cách mà họ đang sống. Đừng vội buông những lời cay nghiệt, thậm chí xúc phạm họ mà chưa tìm hiểu họ, đặt mình vào vị trí của họ để suy nghĩ xem cảm giác của họ như thế nào. Học cách thông cảm người khác không khó. Chỉ cần chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, cảm thông cho nhau, chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời thật an yên và nhẹ nhàng biết mấy. Mức độ lớn khôn và trưởng thành thực sự trong cuộc đời của mỗi con người tùy thuộc vào thái độ ứng xử của họ đối với người khác. Hãy dịu dàng với người trẻ, cảm thông với người già, chia sẻ với người bất hạnh, động viên người có chí hướng, tha thứ cho người mắc lỗi lầm, bao dung với kẻ yếu và khoan hòa với kẻ mạnh. Bởi lẽ đến một lúc nào đó trong cuộc đời của mỗi con người, chúng ta cũng sẽ lâm vào những cảnh ngộ tương tự. Câu chuyện cuộc sống thứ 6: ông nông dân mãi nghèo khổ. Có một ông nông dân dậy từ rất sớm, nói với vợ sẽ đi làm đồng. Lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy cày hết dầu. Vốn định đổ thêm dầu, thế nhưng ông ta nghĩ đến mấy con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn, thế là ông ta lập tức quay về nhà. Đi qua nhà kho thấy vài củ khoai tây, ông ta liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm, thế là lại đi ra ruộng khoai tây. Khi đi qua đống củi lại nhớ ra trong nhà thiếu củi, đúng lúc đi lấy củi thì nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất. Cứ như vậy người nông dân chạy đi chạy lại, cuối cùng từ sáng tinh mờ cho đến khi mặt trời lặn, ông nông dân này vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn cũng chưa cho ăn, ruộng cũng chưa cày, cuối cùng chẳng có việc nào làm ra hồn. Bài học suy ngẫm: trong cuộc sống có rất nhiều người cũng như ông nông dân trong câu chuyện trên. Họ không kiên trì quyết đoán, thường rất khó hoàn thành bất cứ việc gì. Giống như một số bạn trẻ một năm thay đổi mấy nơi làm việc,
lẽ nào tất cả công ty họ làm trước đó đều không tốt? Câu trả lời tất nhiên là không. Rất có thể họ đã gặp vấn đề nào đó về tâm lý. Kết quả là chẳng có việc nào thành công. Cốt lõi của vấn đề chính là thiếu tính kiên nhẫn. Và sau đây xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bài viết tiếp theo.